Những câu chuyện về đầu tư các trạm BOT có lãi khủng không còn là mới lạ đối với người dân. Ví dụ như đầu tư các trạm BOT đường bộ, trạm BOT cầu phà qua sông, các trạm BOT ở một số đền chùa. Ở Việt Nam cứ đầu tư BOT kiểu gì cũng có lãi khủng, cũng là một trong những người có máu mặt đại gia đình đám chỉ đầu tư xây dựng kinh doanh các trạm BOT khủng của thế giới tâm linh, đó là Nguyễn Văn Trường, một doanh nhân được nổi lên như cồn với các thương hiệu tập đoàn Xuân Trường ở cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Đã có nhiều đồn đoán về ông Trường là sân sau của cố chủ tịch nước Trần Đại Quang, và ông Trường cũng là chỗ bà con với đương kim bí thư tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh, người được cho từng là bồ nhí của Trần Đại Quang một thời. Ông Nguyễn Văn Trường sinh năm 1963 tại Hoa Lư, Ninh Bình, là một doanh nhân nổi tiếng nằm trong nhóm doanh nhân đạt danh hiệu doanh nhân Việt Nam tiêu biểu và cúp vàng hội nhập kinh tế quốc tế. Ông hiện là ủy viên ban chấp hành BCCI, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tổng giám đốc doanh nghiệp Xuân Trường, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần du lịch Hoa Lư, giám đốc khách sạn Hoa Lư, nhưng ông lại là tỷ phú kính tiếng, giản dị, ăn chay nhiều năm nay. Doanh nhân Nguyễn Văn Trường là người mạnh tay đầu tư cả ngàn tỷ đồng vào khu du lịch Tràng An, chùa Bái Đính ở cố đô Hoa Lư, cùng nhiều khu du lịch khác như Hồ Đồng Chương, công viên văn hóa Tràng An, tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế, v.v. Tỷ phú Xuân Trường cũng từng đầu tư 200 tỷ hoàn thiện nhà khách 5 sao trên diện tích 20.000 m2. Đây là khách sạn hạng sang theo phong cách Á Đông cổ điển, với nguyên vật liệu chính là các loại gỗ quý hiếm như trắc, cẩm lai, gỗ đỏ. Công trình này còn có một phòng họp hội nghị cấp cao và phòng ăn uống có sức chứa 1.000 khách. Với thiết kế tương đồng nhà khách Tràng An, một công trình nổi tiếng khác của Ninh Bình, ông cũng được biết đến với việc chi 100.000 USD đích thân sang Ấn Độ đón Ngọc Xá Lợi về Việt Nam. Ở Nội Bài, ông đã sắp xếp thuê 3 chiếc xe Limos, Hummer, Lincoln để chở Xá Lợi và Cao Tăng về Ninh Bình. Bất cứ việc nào có lợi cho di sản và du lịch ở Ninh Bình, ông Trường đều sẵn sàng làm. Hội thảo về cố đô Hoa Lư, lễ hội, hội nghị xúc tiến, ông âm thầm đứng sau tài trợ. Theo chia sẻ của ông, niềm vui lớn nhất là hàng ngàn người dân gia viễn có việc làm, thu nhập ổn định khi quần thể hang động Tràng An và khu du lịch tâm linh chùa Bái Đính đi vào hoạt động, chè đò, chạy xe ôm, bán hàng, chụp ảnh, v.v. Những thứ việc đó thu nhập gấp 10 lần trồng lúa. Sau dự án đình đám chùa Bái Đính được mệnh danh là lớn nhất Đông Nam Á và khánh thành vào tháng 5 năm 2008 với diện tích hơn 1.700 ha, tháng 5 năm 2019 vừa qua tập đoàn Xuân Trường lại tiếp tục khánh thành và đưa vào sử dụng khu quần thể tâm linh chùa Tam Chúc với diện tích 5.100 ha ở mức đầu tư 11.500 tỷ đồng tại xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Ngoài ra, tập đoàn Xuân Trường còn đang nhen nhóm một số dự án khác như khu tâm linh Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội với quy mô 1.000 ha, tổng mức đầu tư lên đến 15.000 tỷ đồng, khu tâm linh Hồ Núi Cốc ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên với diện tích 40 ha, được đầu tư xây dựng 4.000 tỷ đồng. Dự án khu du lịch văn hóa tâm linh đảo Cái Tráp, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng 500 ha với mức đầu tư lên đến 9.800 tỷ. Khu quần thể chùa Tam Chúc khi mới xây dựng đã lùm xùm vì ông Trường đưa di ảnh và bàn thờ của người vợ quá cố là bà Phạm Thị Lan mất năm 2018 vào chùa này để cho bàn dân thiên hạ được phen lên án cả báo chí cũng như trên mạng xã hội. Lúc đó cuối 2018, nhà báo Thanh Tường đã có nhiều bài viết trên trang cá nhân phản đối việc này. Dư luận lùm xùm một thời gian rồi chìm vào quên lãng. Đến nay báo chí lại khui ra chuyện chùa Tam Chúc của ông Trường đã dành riêng xây nguyên một điện thờ lấy tên Đền Tứ Ân, thờ cư sĩ Phật tử Diệu Liên, tức vợ ông là bà Phạm Thị Lan, sinh năm 1961, mất năm 2018. Điều này người ta gây nên những điều tiếng về đại gia Nguyễn Xuân Trường đã quá ưu ái với vợ mình. Chồng của bà Phạm Thị Lan, người được thờ tự, nhiều người nói rằng giờ chắc đám con nhang đệ tử sáng mắt sáng lòng, mồ cha chẳng cúng, đi cúng mồ kẻ không quen. Ngoài việc xây đền riêng để thờ vợ mình trong quần thể kiến trúc chùa Tam Chúc, Nguyễn Văn Trường, tức đại gia Xuân Trường, còn đúc hẳn một pho tượng vợ mình bằng vàng, dòng để cho du khách thập phương đến cúng khấn. Nói đến Xuân Trường thì hầu như ai cũng biết nó là một công ty sân sau của Quang Tích Xanh, tức cố chủ tịch nước Trần Đại Quang. Giờ ông mã đã xanh, có mọc tùm. Quang Tích Xanh ngoài công ty Xuân Trường là sân sau thì còn có khá nhiều doanh nghiệp khác như Đại Quang Minh ở Sài Gòn. Sau khi Quang chết thì Đại Quang Minh cũng tan đàn xẻ nghé. Đại Quang Minh cũng là một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đình đám, chiếm dụng hàng trăm hecta ở Thủ Thiêm, quận 2, chiếm 150 hecta sân bay Tân Sơn Nhất để làm sân golf,
đến nay vẫn chưa chịu trả lại đất cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam để mở rộng sân bay cũng như xây dựng nhà ga T3. Trần Bá Dương, tức Dương Công Tử, nhanh chân bỏ Minh Hiêm Lam để chuồn về Tha Co, chịu nấp dưới cái bóng của Nguyễn Xuân Phúc nhằm kiếm ăn trên dải đất miền Trung đầy nắng gió. Còn Khoa Khàng đã cao chạy xa bay sang xứ trời Tây sống mất dạng. Thay vào đó, Quan Tích Xanh còn có nhiều doanh nghiệp sân sau với dạng cổ phần hơi cỡ bự nữa, như tập đoàn CFJ của Trung Con, tức là Đỗ Thành Trung, một ông trùm mafia đất, là một trong những người được Quan Tích Xanh bảo kê để làm ăn. Quan Tích Xanh hồi còn làm Bộ trưởng Bộ Công an cũng vơ vét được khá nhiều bổng lộc, tích cóp xây dựng được nhiều cơ ngơi để vui thú điền viên, điển hình như hai trang trại sinh thái, một cái ở Cẩm Khê, Phú Thọ. Trong vòng quanh trang trại 1950 cây sưa trắng tựa đúng năm sinh của ông Quan, một trang trại ở Cọc 6, Cẩm Phả, Quảng Ninh đã trồng hàng trăm cây tùng La Hán Nhật, mỗi cây được nhập khẩu về trị giá lên đến 3 tỷ đồng. Tại đây, Quan cho xây dựng cung điện nguy nga như bản photocopy viễn cảnh Hàng Châu, Tô Châu của Trung Quốc. Người trong nghề cũng như một số người giúp việc tại hai trang trại này cho hay, tổng giá trị của hai trang trại đó được xây dựng cỡ gần 4.000 tỷ đồng. Hiện hai trang trại này đều đứng tên một người tên Hùng, quê Cẩm Khê, Phú Thọ. Trước đây Hùng từng phạm tội vì làm than thổ phỉ mới ra tù hồi 2014, đứng tên giùm. Ngoài ra, Quang còn có một trang trại nhỏ ở khu vực đền Sóc Sơn do một cô bồ quản lý, để cuối tuần Quang cùng đám bạn bè tới đây ăn nhậu giải trí. Riêng trang trại ở Cọc 6 Cẩm Phả được Quang rất ưa dùng, mỗi lần về Quảng Ninh công tác, Quang hầu như không bao giờ ăn cơm tiệc do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chiêu đãi, mà sẽ mời lại đám chóc bu quan chức tỉnh Quảng Ninh về trang trại của mình, ngồi chòi ngắm suối nhân tạo, uống rượu chum được chôn cất trong hầm đá. Quay lại chuyện Xuân Trường, tại sao lại một thời Trường được trọng sủng anh tạc lộng hành đến như vậy? Trường xuất thân là một dân xây dựng thuần túy, lại cùng quê Ninh Bình với Quang. Hơn thế nữa, Trường là chỗ bà con thân tín với Thanh, hiện đang đương kim bí thư Ninh Bình. Thanh đi lên từ một cô tạp vụ lèm nhèm. Chỉ nổi vì Quang trước đây khi thời còn là Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên, một kẻ giả tâm giết chết biết bao nhiêu đồng bào, người thượng ở Tây Nguyên hồi 2004 đến 2008 để ghi công cho đảng. Quang là một kẻ nổi tiếng bần tiện đê hèn bẩn thỉu, mà bẩn nhất là món chơi gái. Quang rất ham gái, dù là đồng nghiệp, cấp dưới của mình, Quang khi đã thích sẵn sàng đè cổ ra mà chơi dù bất cứ ở đâu. Chính vì điều này không biết là có bị bẫy hay không, nhưng cú Quang đè thẳng người Thanh ra giữa một phòng làm việc để cho thỏa mãn tính thú dục của mình. Không ngờ cú đè người lột quần áo Thanh như vậy đã bị một ai đó quay lén lại được toàn bộ sự việc. Kể từ đó, Thanh luôn là phòng nhì, cơm chờ nước đợi, phòng nhớ nhung. Không bận công tác thì Quang lại kiếm cớ về đất Ninh Bình thăm cô bồ nhí là Thanh. Cũng từ đó trở đi, Nguyễn Thị Thanh bỗng dưng trở thành một ngôi sao sáng trong chính trường Ninh Bình đầy sóng gió. Nguyễn Thị Thanh được cân nhắc bổ nhiệm một cách cực thần tốc, còn nhanh hơn cả cô Vân. Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, một cõi đi về của Võ Văn Thưởng. Ai không tin thì cứ vào Wikipedia thì sẽ rõ. Nguyễn Thị Thanh sinh ngày 10 tháng 2 năm 1967, là một chính trị gia của Việt Nam. Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình chấm hết, còn lại không có gì để đọc. Và cũng từ đây, mối thâm tình giữa Quang với Trường ngày một thắm thiết hơn. Bởi Quang vừa cần gái vừa cần tiền, nhưng với kiểu cổ phần hơi. Còn Trường vừa có kẻ đỡ đầu để anh tạc làm ăn, lại vừa có thêm nhiều mối quan hệ xa gần. Tập đoàn Xuân Trường được bàn dân thiên hạ biết đến từ dự án đầu tiên cũng là khủng nhất vùng Đông Nam Á, đó chính là khu du lịch tâm linh Bãi Đính. Nếu như dự án này không có Quang đứng ra che chở thì Xuân Trường làm sao hoàn thành được? Làm sao mà xin được cả một dự án quần thể rộng tới 1.700 hectare đất như vậy? Xuân Trường chưa có tên tuổi, làm sao ngân hàng nào dám cho vay hàng ngàn tỷ? Làm gì có doanh nghiệp đối tác nào dám đứng ra cung ứng nguyên vật liệu, chịu cả hàng trăm tỷ đồng để đầu tư xây dựng Bãi Đính? Tất cả đều do Quang xuỵt mà có. Lúc Quang vẫn đang ở đỉnh cao quyền lực, Xuân Trường hét ra khói, nói ra lửa như Vin, Sun, FLC hay TTC bây giờ. Ở bất cứ đâu, Xuân Trường cũng lăm le đầu tư BOT chùa. Từ Ninh Bình, Hà Nam, Thái Nguyên, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, v.v. rất nhiều nơi. Tuy nhiên, Trường tính không bằng trời phụ. Vào một ngày đẹp trời, Quang được Facebook tích xanh ở trán. Bọn mạng xã hội, nó vẫn nói đó là xác minh chính chủ. Quang bắt đầu có biệt danh Quang tích xanh. Quang được xác minh chính chủ để chơi Facebook. Không bao lâu thì bị đồng đội nó report cho bay nít dạng tượng nhớ.
Cuối năm 2018, ác giả ác báo đến ngày trả án của quan, nhất là đối với đồng bào người Thượng ở Tây Nguyên, mà cho đến nay theo thống kê vẫn còn khoảng gần 3.000 người mất tích chưa rõ ở đâu. Quan đã tạ thế về với đất mẹ Ninh Bình, thế nhưng người ta nói lòng tham vô đối đến chết vẫn tham. Trước khi chết, Quan vẫn còn kịp cướp hơn 5,7 hectare đất nông nghiệp của bà con, nơi quê hương của Quan, một nắng hai sương trồng lúa, để chỉ dành vào một mục đích là mồ chôn Quan. Người ta thường nói, xuất gia tòng phu, phu tử tòng tử, Xuân Trường được cái lòng thành cũng khá chung thủy. Quan chết rồi, nhưng Trường vẫn một mực tôn thờ Quan, sáng, tỏ. Sau nửa năm Quan chết, Trường đã cho khánh thành tiếp khu quần thể tâm linh lớn gấp 3 lần chùa Bái Đính với diện tích lên tới 5.100 hectare, vốn đầu tư gần 11.500 tỷ đồng. Giờ đây Xuân Trường, tòng ai chẳng tòng, vẫn một mực chư hầu kẻ đã chết là Quan. Đã vậy, khu quần thể tâm linh Tam Chúc rộng lớn như vậy, Trường lại còn xây cả miếu thờ vợ mình ở đó. Liệu chăng đây cũng là một điềm báo Trường sớm đi theo Quan với một nghĩa đen khăng khít hay không? Còn tập đoàn Xuân Trường làm ăn kiểu vô pháp như vậy, chắc có lẽ nghiệp sẽ sớm quật đạp bay tập đoàn này về với hướng trời biển Đông mà thôi.